Bà xuất sắc bóng bóng xong xóa cùng chị thamay một căn chị này chị nào cô đính bạn ngay đi đây dùng to mê riêng Python bỏ dùng to tiết hay ngay đi đây nhằm nồng mà hai bóng bóng bị viết cục cổng error nó không program bỏ dưỡng hay dùng thuê ca print message tất cả user đam bay bỏ hai ngọt quạt đăng chạy lẹ thá program này quạt bông pra nó cứ vi error ấy kì mà chẳng ok chẳng như chắp đào nó là đảm bảo chiều thì hóa nhưng mà cả variable mới đặt thành nằm với những mã integer này hay những para input function và đảm bảo user qua phải cho đồng lại dạ thả inter number và cho những ai print những para và mà string mới những print đặt thành result thì sẽ mà làm lại number nó máu bạn sẽ nhầm xe con program tôi mới thế bạn ok nhầm ran mà chẳng program này nâng tiêm tia user got input làm lại bạn chẳng ok enter number chẳng ok bà tìm mới user got bà cho làm lại lệnh bạn ok chẳng dân nâng bằng hai result kia chùm luôn đọc bạn ta bản thân chỉ cả này user quạt mình giá cả cho mỗi giờ và quạt trong câu giới quạt mình cho đồng lại lấy quạt vay chỉ so mình và đã cao mình và trong viên đang load message error liền tại message error này cứ chờ đợi nhẹ nháy user thầm ra quạt bật quạt chỉ bộ vạ mới bộ vạ vô thà năng đăng là năng error ấy nè và chúng bởi dương program mới dương đắng thà việc chỉ error mà phép đại và là dụ error bạn để xa tại invalid integer để xa tại integer bạn vì mình ai thuê cả convert bị đại miền là so cao ní ở tại chỉ lệch bạn thì để xa function in ní tu này thì vào viết cứ convert lệch mà convert string tại chỉ lệch bạn thấy bạn để string chỉ lệch khả năng dương bởi châu là so mỗi string mỗi bị bấy chỉ lệ chế thế vì convert bàn tại đọc bây dương bởi châu chỉ là so cứ vì mình ai convert tại chỉ lệ bàn tế bàn là so mà chẳng vì năng error chẳng tôn thì là bây dương nghe sử dụng user quạt đăng thà vì error làm bị ấy cái dương miền vị thị xa mỗi cái dương pra exception mà còn cả pra exception cái dương pra function mới đã hạ try mà statement try và chẳng nhầm bay nhầm in đần cột nắng ở việc nơi không trái cái nhầm select việc đó nhầm thẹp mùi mà bạn chẳng hàng khổm đấy dùng phở exception exception error bạn này thả p error nó cứ dương thử except về chẳng mà chẳng mánh error ấy cứ value error và chẳng bởi xanh chỉ miên value error chuyện châu màu exception hàng khó màu việc print message mới đã thả input invalid value bạn chẳng dân print message phép user mới rằng bạn quạt bàn và châu đồng lấy mình trầm trời đây bạn chẳng quạt trời cam châu đồng lấy bàn trầm trời chẳng như mình đã xa run program dương mà xa thiết ta error vì chẳng nhẹ nhẹ được muốn được việc sử dụng nghi sử dụng mơ chuyên môn mà chắc thì hoa nhầm vài tìm mối nhầm vài đọc ở bằng hai tế đã nhầm rằng xa tiết và nhầm vài đã thà khét và chẳng error phim error tại ở trên message ở trên ai nhẹ nhạy được môn tế cứ còn là trên bị ở vầy đại dương trong ở việc print bạn print trên máu cứ invalid value bạn chẳng lệnh là bạn biết với user quạt nghi sử dụng cá đăng là bằng hạ error hay không try nếu cái dương ai bằng thay nơi exception error bằng thay tiết này dương bằng ai dương mình men pra bàn tại mùi exception đấy nè bạn chẳng chịu thì hóa nhưng bắt variable mùi chế nhầm đặt unit underscore price đã smile mà rồi bạn
tập máu nhôm tăng variable hàng khổ muối là mấy store lại với đã thay result mà năng unit price nữa chạy nâng number bạn ok hơi hàng khổ này nhôm mau việc print result mình tầm lại result này mình nhé mau việc bằng hai tầm lại này mình bạn hơi chắc nhôm run program sẵn bạn tan program dương phần sẵn chắc thì mới dương vay tầm lại đáp cứ ở bằng hà thế cứ dương vô đáp chạy nằm rối cứ ban là tập hợp ở vô mà rồi chạy nằm đáp cứ dương ban là tập hợp phần ấy bạn chắc nhôm run mà xa tiệt bạn nó không lấy trái cứ dương không còn đẹp vị trí cứ dương ở ai vô lấy chùm luôn lấy vô mà chạy chùm mùi nâng sổ bàn ấy nè bởi dương đã sổ nâng e rơi chắc ngồi thì hoa nhóm ai number ní sổ chắc nhóm bà chô number sổ chạy vô mà rồi chạy nâng sổ vì một cách e rơi bạn ok chắc phải thôn vì lột mistake e rơi nhẹ nhẹ chuyện hay bởi đã thá division by zero mà này thá pho trái cho mùi nắng 0 bạn cứ error 0 division error bạn ok chứ không cái này đánh dưỡng ách bà thaym exception bìa mùi chuyện bạn đã thá 0 chứ khi nhầm lại nó nắng 0 division error nắng hay dân đạm hay dân print là đài mà đã thá number cannot be zero bạn chẳng tờ đã nghèo tiền phóng ấy ở vì xa tích lo mơ tích chứ nhưng mà program dùm xa tiệt ok cho đáp ạp bằng hả rồi cho zero bạn chẳng load mistake đã thá number cannot be zero bạn hay cho bao nhiêu white à số bạn chắc người ta thả invalid value bạn ok chắc dùng ra ca handle từ lưu error cái dương phở try bạn hay dương đặt exception bạn dương phở value mùi mùi mà bạn dương dương ách phở exception từ tê chế có việc bàn này chẳng có việc và nãy bàn tay mình ri của mình ở prao chẳng tề exception bạn đi bạn này thả ao cho error vì ở khoa là error value rồi cả error chạy cho mùi lịch sâu này tế ao cho không năng miên làm lại error cứ viên nắng nhóm ao vì execute error chẳng tề bạn chẳng tề lại đó ở đây dừng vậy cứ bị chạm màu error đó bạn tại dương ở chỗ ba dương ở specific chỗ ba thà error mùi nà thì và sân chìa user của white cow chẳng biết thử error này mà này error tầm lấy nè và dù ní invalid và dù bà này có cho tầm lấy kho bạn tại bà dương ở specific tế đó bê à ní dương white thử thì họ lệch nắng nhưng vay zero chứ chắc có bên này là chênh cho error từ đài dương ọt đăng tha vì error nó tròn chùm nọc ngã tê nó bê đài dương ọt pra specific value ở việc print mùi mùi và nó dương pra sổ chẳng à ná có error à input khóc có error à chạy cho mùi sổ có việc load mà ta error mùi năng và chẳng nhưng mà đi cho mình ở dương pra mai vô tầng ở chẳng tế dương thử pra exception 8 error và phê về mùi mùi á bạn ok chẳng xâm rạp ca pra exception cứ miền đập phần nắng tế bạn ở con chứa đoán dùm bếp lìa bạn.